tao tu mày, để tao tu rồi nha, tao làm thầy những người đời người đời tao tu được mày, không cảm ơn mừng còn hay già dạ. Nó tao nói thiệt mày, mà tao không tu quá nha, đừng phá tao làm chùa không được. Tao đặt tặng rồi mày không biết người ta tu được mày mừng, tu được mày cứu giùm tao đâu. Nó giả, nó ma, ăn mặn ăn chay, tao không tu hả? Tao làm quỷ sao? Tao có về đây sẽ gọi mày tu, dỡ bỏ hết. Mày bây tao mày không tu để tao tu. Tao làm chùa được để tao làm chùa. Tao làm bằng ha, mày muốn tao làm quỷ là ma, làm cu hồn ma dương lên thấy Phật không mà đọc đạo. Thấy thấy cái nào? Tao nói giờ tao muốn tao làm việc thiện, chứ muốn tao làm việc ác thì tụi bay muốn tao làm gì? Minh Minh sẽ từ bỏ ra đi. Giờ tao tu với người đợi đi. Núi nó mới học tu à. Nó bận đồ tu xin được là vui rồi, nó cạo cái đầu được là mình mừng rồi. Còn cái chuyện tu là giữ giới không cho... giữ giới cái đó là từ từ. Rồi nó nói hổn, nó ăn cái chuyện thanh cũng phải từ từ. Dạ. Cả nói tu là sửa, mà mày không cho ta sửa là mày còn nói xấu người ta, kêu người ta tu ơi, gì thì dán cho con cục vàng để con về con trả nợ. Con về còn mẹ già, mẹ già như chuối chín cây, gió lấy mẹ rụng con phải mồ côi, gió lấy mẹ rụng con phải mồ côi. Nam mô ngồi thiền rồi sắp đặt.